Trong cái video này thì xin nói về cái chứng bệnh hậu sản mòn nhé. Cái hậu sản mòn ấy thì tên gọi nó nói lên tất cả rồi. Tức là các bác bị sau sinh nhé. Sau sinh chị em phụ nữ thì bị gầy mòn đi. Dù các bác là có ăn tốt nhé, ăn được nhưng nó cũng cứ gầy đi. Rồi cũng có một số chị em phụ nữ là không ăn được cũng cứ gầy đi. Thì đấy gọi là hậu sản mòn nhé. Còn một số người sau sinh thì là bị sợ lạnh, sau sinh thì bị ho, rồi sau sinh bị dị ứng mười đay nhé. Thì đấy là những chứng bệnh khác mà chúng tôi sẽ nói trong những cái video khác. Còn trong cái video này thì sẽ nói về cái bệnh là hậu sản mòn, có nghĩa là sau sinh là nó cứ gầy mòn đi, không béo lên được, cho dù ăn được cũng không béo lên được, hoặc không ăn được người cứ mệt mỏi nhé. Thì cái đó cũng là cái chứng bệnh là hậu sản mòn. Thì cái cách chữa bệnh này như sao? Cái cách chữa bệnh ấy thì phải dùng thảo dược. Còn nguyên nhân bệnh này thì là do các bác là chị em phụ nữ ấy, sau khi sinh nở thì huyết nó hư, tức là mất huyết nha, người nó yếu. Huyết hư là do mình sinh ra thì nó người nó yếu gọi là huyết hư nha. Đấy. Còn là khi người yếu thì là cái hàn nó xâm nhập vào cái phần tử cung ấy, thì nó ngấm vào máu, vì vậy cho nên sinh ra cái bệnh này. Cái bệnh này thì dùng cái thảo dược, một đó là các bác có thể tự dùng thảo dược như là cái tầm 10 cái gạo bác đun uống, các chị em phụ nữ đun uống mà thấy nó đỡ là được, hoặc là dùng tam thất nha, nghiền bột ra uống hàng ngày cũng rất là tốt. Dùng hai thứ đấy mà không khỏi được ấy, thì các bác có thể là liên hệ với thảo mộc HT chúng tôi để đặt cái thảo dược. Cái thảo dược chúng tôi thì nó được nghiền bột ra nha, và nó giống như thế này. Đây này các bác này, đây là cái thảo dược nghiền bột này. Đấy, đây là nghiền bột này. Đây. Nó giống như thế này nha. Thì khi dùng ấy tùy theo từng chứng bệnh cụ thể, nhưng mà thường ấy thì ngày dùng 2 lần. Mỗi lần các bác dùng 10 gram, ngày dùng 20 gram các loại thảo dược này nha. Uống liên tục trong vòng khoảng độ 2 đến 3 tháng là cái chứng bệnh này nó sẽ được cải thiện. Tuy nhiên rằng có những người thì có thể sẽ kèm theo cái chứng như là sợ lạnh, xương khớp đau nhức, thì cái thảo dược sẽ phải thay đổi một chút. Còn đa phần nên là người gầy không béo lên được ấy, thì các bác dùng cái thảo dược này, các bác kiên trì dùng nhé. Thường thì các chị em phụ nữ ấy, cứ lấy 1 tháng dùng hoặc nửa tháng dùng mà thấy nó dễ chịu nhé, hợp bệnh thì chị em phụ nữ lấy thêm. Các bác cứ chịu khó, chị em phụ nữ cứ chịu khó, và các chị em phụ nữ chịu khó điều trị liên tục trong vòng từ 2 đến 3 tháng trở lên là bệnh nó có tiến triển và sẽ đỡ thôi nhé chị em nhé. Các chị em phụ nữ mà tin dùng thì liên hệ qua thảo mộc HT để đặt hàng qua số là 0932 340 345, hoặc là có thể đến tại nhà 23A ngõ 137 đường Bát Khối, Long Biên, Hà Nội để đặt cái thảo dược này. Cái thảo dược này thì dùng ấy thì chị em phụ nữ là cứ dùng khoảng từ một liệu trình là 1 tháng hoặc 2 tháng, thấy tiến triển thì chị em phụ nữ sẽ dùng thêm. Bởi vì cái này thì nó tùy theo từng cơ địa, có người dùng thì 2 tháng, có người dùng 3 tháng nha. Thì đây là cái thảo dược chữa cái chuyên dùng để chữa cái hậu sản mòn, nó có tác dụng là bồi bổ và hỗ trợ rất là tốt. Đấy, chị em nào tin tưởng thì liên hệ với Thảo Mộc HT để đặt hàng. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem cái video của tôi nhé.